Rồi, chào cô chú và anh chị. Hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một dãy nhà rất rất là đẹp luôn. Tâm vừa mới hoàn thiện cho gia đình mình một dãy nhà 9 căn. Wow, số 9 là cũ nha, vĩnh cửu luôn. Thì dãy nhà này á chưa xây xong, Tâm đã bán hết 3 căn rồi, chỉ còn có là 6 căn dành đến cho gia đình mình thôi. Nhưng rất là đẹp luôn cô chú anh chị, với một cái mức giá chỉ có hơn 500 triệu thôi. Và cô chú anh chị mình xem hết video Tâm sẽ báo giá cho gia đình mình. Và căn nhà này nằm trên trục đường 835B, cắt với lại đường Đinh Đức Thiện và đường Đoàn Nguyễn Tuấn. Cô chú anh chị mình có con em đi học á, thì mình dẫn con em đi học rất là gần luôn. Chỉ có 5 phút là ra tới trường tiểu học cấp 1, cấp 2 và 10 phút là cấp 3 và 15 phút là ra trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Public và trường Đại học Kinh tế, rất là gần luôn. Và có trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch luôn. Đó, cho con cháu mình, con em mình đi vô ngành y là quá ok. Còn không thì đi bán nhà cùng Tâm, xây nhà cùng Tâm hen. Đó, thì căn nhà này á đưa đến cho cô chú anh chị mà một mức giá cực kỳ là hữu nghị luôn. Và giá căn nhà này á, là sổ hồng đồng sở hữu nha cô chú anh chị nha. Sổ hồng riêng từng căn nhưng chung thửa. Và ở đây thì cô chú anh chị có 9 căn, rất là đẹp luôn. 7 căn ở phía hướng Tây, hướng Bắc, và 2 căn là hướng Đông. Có ô vuông rất là đẹp luôn cho gia đình mình. Và một cái tông màu trắng và màu xám cho gia đình mình luôn. Với diện tích là ngang 4, dài 10. Wow, rất là ok cô chú anh chị thấy, rất rất là dài luôn nha. Và căn cuối ở dưới kia đã có chủ nhân về ở rồi. Thường thì những căn đầu và căn cuối thì người ta chọn đầu tiên, có được sở hữu được cái khoảng sân ở ngoài trước, làm cái công viên, rồi làm cái cổng rào, rất là thoải mái cho gia đình mình. Đó. Và mức giá của căn nhà này cô chú anh chị vui lòng xem hết video Tâm sẽ báo giá hen. Và ở đây thì cô chú anh chị mình rất là thoải mái, cách trung tâm thành phố chỉ có là 17 cây số thôi, và là 30 phút đến quận 1, quận 3, quận 5, có 30 phút thôi cô chú anh chị, rất là gần luôn. Và ở đây thì Tâm đối diện thì đang chuẩn bị xây một dãy nhà nữa, nên cô chú anh chị mình yên tâm. Và ở đây thì đường trước nhà đây là đường 5m, và vào bên trong khu đường nhà mình là 4m nha cô chú anh chị, xe hơ vào tới tận nơi luôn, cam kết cho gia đình mình luôn. Và rất là yên tĩnh, với một cái mức giá chỉ có là 660 triệu thôi cô chú anh chị hen. Và ở đây thì được cái là nếu cô chú anh chị mình không đủ tài chính thì bên Tâm sẽ cho trả góp một xíu. Và ở đây thì căn nhà này bên Tâm là hỗ trợ cho cô chú anh chị, và tất cả thế má, thủ tục và giấy tờ pháp lý bên Tâm lo từ A tới Z luôn. Và tất cả là tường đà móng cột riêng biệt, cam kết 100% cho gia đình mình nha. Với một cái căn nhà chỉ có 660 triệu cho gia đình mình có được một cái mẫu nhà, có được một căn nhà với công năng sử dụng là đường trước nhà đây là đường 4m bê tông, rất là thoải mái, đường xe ô tô vào tới tận nhà, phòng khách, phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, rất là tuyệt vời. Với hướng nhà là hướng Bắc và hai căn ở bên ngoài là hướng Đông nha cô chú anh chị, còn hai căn duy nhất. Ở đây thì hướng Bắc là đã bán hết hai căn rồi, chỉ còn có dành đến cho gia đình mình, rất rất là ok, rất là tuyệt vời đó. Và ở đây á thì ngoài đã bán hai căn và bên trong đây đã bán một căn, là bán hết ba căn, chỉ còn có 6 căn dành đến cho cô chú anh chị thôi. Và nếu gia đình nào mà mua 3-4 căn, Tâm sẽ để mức giá sỉ luôn, giống như là mua rau, mua cá, mua gì cũng để giá sỉ hết nha cô chú anh chị, mua nhà cũng để giá sỉ luôn. Chỉ có cô chú anh chị mua vàng không bao giờ để được giá sỉ hen. Rồi, ở đây thì có được một cái lớp cửa 4 cánh rất là đẹp luôn cho gia đình mình. Đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt, có ở bên ngoài bên Tâm ốp là đá bóng kiến, cực kỳ là đẹp và sang. Đối với một căn nhà chỉ có 660 triệu thôi, ngang 4 dài 10 thì rất là hợp lý. Và gần khu vực đây Tâm cũng có mẫu nhà, tùy theo vị trí mình vô sâu một chút, với mức giá là 620 triệu còn thương lượng. Ở đây thì rất là gần đường, từ đường nhựa vào bên trong nhà chỉ có 50m thì quá là ok. Tùy theo vị trí, tùy theo con đường. Và cô chú anh chị mình cũng có thể đi từ Đinh Đức Thiện, đi từ Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh vào bên trong nhà có rất là nhiều hướng đi. Hoặc là gia đình mình đi đến chợ Hưng Long, chạy vào chợ Long Thượng để mình 85B để mình vô tới nhà cũng rất là tiện cho gia đình mình. Đi hướng nào cũng được, đi về quốc lộ 50 lên trên nhà cũng rất là tiện luôn. Quốc lộ 50 thì có quận 7, quận Nhà Bè, quận 8, lên trên nhà cũng 30 phút, vừa đẹp vừa gần vừa ok.
thì là tuyệt vời rồi. Hướng nhà hướng Bắc cho gia đình mình một cái trải nghiệm của hướng Đông tứ mệnh, tài hướng tài lộc nha cô chú anh chị nha. Và tất cả ở đây thì Tâm ốp gạch hết cho gia đình mình rồi, ốp gạch lên tới 1,5 m nha. Và bên Tâm đây là thương lượng chính chủ, thương lượng mạnh luôn cho gia đình mình. Nếu cô chú anh chị nào muốn mua, tất cả những mẫu nhà bên Tâm sẽ hỗ trợ cho gia đình mình về mức giá, về tất cả bảo hành chính chủ luôn. Bên Tâm bảo hành 12 tháng cho gia đình mình, alo là có Tâm liền. Và ở đây thì Tâm có đội thi công, thiết kế nội thất, rồi làm sắt, có xưởng sắt, xưởng gạch đầy đủ hết cho gia đình mình, nên cô chú yên tâm nha. Rồi ở đây thì Tâm đúc suốt hết một tấm và có hệ thống đèn led nè, đó rất là đẹp luôn cho gia đình mình. Rồi ở đây thì trần thạch cao dựt hợp xuống 3,3 m, dựt hợp xuống còn 3 m, cô chú anh chị thấy nó rất là thoáng và cao đó, đưa đến cho gia đình mình một cái cảm giác rất là thoải mái. Và ở đây tất cả điện đài đều âm trong tường hết nha cô chú anh chị, âm trong tường rất là tuyệt vời. Và bên dưới thì Tâm ốp gạch nên là gạch 60 nhưng với 60 cho mình cảm giác rất là sang trọng. Và khi mà cô chú anh chị mình vào trong khu dân cư, trong khu dân cư văn hóa của mình đây, thì có được là đèn đường, có được là camera đầy đủ hết cho gia đình mình, thì cô chú anh chị mình rất là thích luôn ha. Đó, rồi mình cũng yên tâm nữa, có con em, rồi có giống như chồng đi làm xa, vợ ở nhà một mình, hoặc là vợ đi làm thì chồng ở nhà một mình cũng có camera, mình bảo vệ gia đình mình chứ. Đó, rồi thì ở đây thì có được là một cái tủ bếp trên và tủ bếp dưới bằng nhôm vân gỗ nha cô chú anh chị nha, rất là đẹp luôn. Và được ốp gạch hết cho gia đình mình, mặt bếp bằng đá hoa cương nè, bồn inox đầy đủ hết để mình rửa rau, rửa bát rất là tiện. Rồi dưới cầu thang thì bên Tâm đã chuẩn bị cho mình là ống nước vô nước ra và ổ cắm. Và đây mình để máy giặt lòng ngang cô chú anh chị ha, để khi mà mình tận dụng hết diện tích của công năng của căn nhà của mình để rất là ok. Rồi mời cả gia đình mình, đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn cô chú anh chị ơi, quá là ok. Quá là tuyệt vời nha. Đó, nhà vệ sinh nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là hợp lý. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1. Thì khi mà lên lầu 1 thì cô chú anh chị thấy là những bậc cầu thang bằng đá hoa cương với hai tông màu, màu đen và màu trắng. Thì ở đây thì Tâm để giá 660 triệu, còn thương lượng rất là mạnh cho gia đình mình. Khi mà cô chú anh chị mình mua được căn nhà cũng là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc của Tâm, để có được một cái căn nhà đưa đến cho cô chú anh chị mình ở được hạnh phúc, mình ở được an vui. Và cô chú anh chị mình chưa đủ tài chính thì mình có thể là mua những căn nhà nhỏ đi, sau này có điều kiện Tâm sẽ đổi những căn nhà lớn cho cô chú anh chị nha. Rồi ở đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ này rộng 20 m², có cửa sổ là cô chú anh chị nha. Đằng sau thì có nhà rất là nhiều, mình không sợ buồn, mình không sợ chán. Đó, có bạn hàng xóm láng giềng thì ok rồi. Và tất cả cửa đều là cửa gỗ, căm xe hết cho gia đình mình nha. Rồi, đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm nè. Đó, đầy đủ luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị thấy ốp gạch lên tới 1,7 m luôn. Đó, rất là đẹp luôn cho gia đình mình. Và hiện tại là phòng ngủ thứ hai, thì cô chú anh chị phòng ngủ thứ hai thì 25 m², cửa sổ đời. Đó, ban công nhà mình thì cô chú anh chị thấy rồi, ban công nhà mình á thì rất là thoáng luôn, rất là thoáng và mát. Thì khi mà cô chú anh chị mình giặt đồ xong thì mình có thể đem ra đây mình phơi đồ đó. Và sau này đối diện thì mình có một cái căn một dãy nhà nữa cô chú anh chị nha, một dãy nhà đầy đủ hết thì như là một cái khuôn viên. Và cô chú anh chị thấy một cái bức tường đó là đối diện với lại là đường nhựa nha cô chú anh chị nha, nên là một cái khoảng sân vườn của mặt tiền đường nhựa. Thì cô chú anh chị thấy đó là khi mà mình về đây ở thì quá là ok. Thì mời cả gia đình mình xem tổng quan là hết một lần nữa căn nhà mình, thì Tâm sẽ tổng quan lại căn nhà, chi tiết của căn nhà. Ở đây thì cô chú anh chị về ở rất là yên tĩnh, không bị ngập nước, không bị kẹt xe, đảm bảo cam kết 100%. Đó. Và ở đây thì cô chú anh chị mình có thể giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư, hãy giới thiệu và đưa đến cho Tâm, để Tâm có thể là đưa đến cho bạn bè của cô chú anh chị những cái sự uy tín nhất ha. Và Tâm xin tổng quan lại video và tổng quan lại cái
căn nhà của mình. Căn nhà của mình nằm trên trục đường 835B, cắt với lại là đường Đinh Đức Thiện và đường Đoàn Nguyễn Tuấn. Và cô chú anh chị mình di chuyển từ các quận trung tâm lên trên nhà chỉ mất khoảng 30 phút và nằm trên đường bờ chùa luôn cô chú anh chị ha. Đó, nói bờ chùa thôi cũng rất là gần chợ, chùa, nhà thờ để cho gia đình mình có những cái tín ngưỡng, có những cái tự do tín ngưỡng của mình, đi chùa để xin những cái sự bình an, xin cho đất nước, xin cho gia đạo của mình, rất là tốt cho gia đình mình hen. Và ở đây thì căn nhà này cô chú anh chị có được một cái giá, mức giá chỉ có 660 triệu thôi, quá là đẹp, với diện tích là ngang 4 dài 10. Và ở đây thì cô chú anh chị có công năng sử dụng là đường trước nhà là đường 4m và đường ngoài trước là đường 5m, xe hơi vào tới tận nhà luôn cô chú anh chị. Phòng khách, phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Và có 9 căn trong dãy nhà này và đã bán hết 3 căn rồi cô chú anh chị, chỉ cần 6 căn dành đến cho gia đình mình thôi. Và có 7 căn ở hướng bắc và 2 căn ở hướng đông cho gia đình mình với mức giá chỉ có 660 triệu thôi, quá là ok. Thì cô chú anh chị mình nhanh tay sở hữu được căn nhà vừa đẹp vừa sang và còn thương lượng mạnh chính chủ bên tâm, xây dựng trực tiếp, bảo hành 12 tháng và ra giấy tờ sổ hồng cho gia đình mình luôn. Cảm ơn rất là nhiều, chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và tìm được căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất cho gia đình mình. Với khi mà muốn mua nhà thì cô chú anh chị hãy alo đến số điện thoại bên dưới video của Tâm nha, để Tâm có thật nhiều những cái ngôi nhà, những cái căn nhà mơ ước dành đến cho cô chú anh chị chính chủ và giá cả là tốt nhất trên thị trường. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.